giới thiệu đến anh em một chiếc đồng hồ Seiko treo tường, dòng có nhạc chuông rất là hay. Con này thì nó có cảm biến ánh sáng luôn ngày đêm. Con này khi chúng ta nhấn nút thử ở đây, nó sẽ hát một, nó sẽ có nhạc của từng cái bài hát một. Con này thì nó sẽ từ từ chậm rãi chứ nó không có bấm cái nó ăn liền. Đấy, anh em phải tùy dòng. Con này thì nó sử dụng đến 4 quả pin đại và một quả pin tiểu. Mấy dòng này thì nó rất là hiếm. Con này thì nó cũng là cái dòng đã qua sử dụng của Nhật Bản rồi. Thank you.